Dạ mình xin được mến gửi lời chào thì quý vị và các bạn ạ. À. Và mình xin chúc quý vị và các bạn có những buổi nghe chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mình xin gửi tới các bạn một số câu chuyện tiếu lâm rất là hay và đặc sắc của Việt Nam và thế giới. Thì nội dung của câu chuyện là nói về cái bệnh không lên được của một ông. Ông này 50 tuổi. Thì là bác sĩ đã dùng cái phương pháp gì để giúp cho ông có thể bự to và dài thì để cho hai vợ chồng có thể là kết nối được hạnh phúc với nhau thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong làng thì có một ông 50 tuổi mắc cây bệnh khó nói nằm bên cạnh phụ nữ thì cứ nghèo cù tỏi đã nhiều năm rồi thì ngày trước khi mà mới cưới ông rất khỏe tối là lên liền luôn hai vợ chồng thì có với nhau hai mặt con con trai lớn hơn 20 tuổi rồi và đang đi bộ đội, còn con gái 17 tuổi thì đang học cấp 3. Một hôm bà vợ than thở, "Ông này, tôi nói thật với ông nhé, tôi chán ông lắm rồi. Ngày xưa thì ông yêu yếu một tí, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nên là tôi chấp nhận mà bỏ qua cái tội đó, nhưng mà giờ nếu mà ông vẫn tiếp tục không lên được thì tôi đi cặp bồ đấy." Ông chồng mới hốt hoảng. Ê, thì thôi thì này bà ăn nói bậy bạ qua nào tôi phục vụ bà mấy mấy năm rồi đẻ sòn sòn bốn đứa thì phá hai còn hai thôi chẳng qua là giờ này thì tôi mắc cây bệnh tiểu đường chứ không thì tôi tối thì bà biết tay với tôi tôi không biết ông muốn làm thế nào thì làm không lên được là tôi nhờ mấy tay xe ôm ở trên Hà Nội là nó nó hộ luôn đấy tôi bứt rứt lắm rồi ông chồng biết thân biết phận của mình nên không dám đôi co nữa mà quyết định đến để gặp bác sĩ à, dạ là à, em chào bác sĩ ạ à. à, vâng chào bạn thế nhưng mà là anh có cái vấn đề gì cần bác sĩ để giải quyết dạ thì nói thật với anh là em mắc cái bệnh tiểu đường 8 năm nay rồi sinh lý em nó yếu lắm mề. vợ em nó đi ô xin quanh năm ngày tháng một hai tháng mới về một lần khi mà chồng con yếu yếu thì là đâm ra nó cứ chán nản ấy nó mới bảo là anh mà không đáp ứng được thì em sẽ đi cặp bầu. Dạ thì em cũng đi mua thuốc một người khỏe hai người sướng. Em không biết là cái thuốc đó thì có hại cho sức khỏe không ạ. À. Vợ em thì nó cứ bắt em uống mà em vẫn sợ. Cô ấy bảo là anh mà không uống thì em theo bọn xe ôm đấy. Một hai tháng em về mà anh không làm ăn được gì thì thì em chán lắm. Mình không làm ăn gì được nên là nó mới chán anh ạ. À. à vậy à. <laughs> Thế vợ anh thì đi làm gì trên Hà Nội? Dạ thì là vợ em đi ô xin trên đó thôi. 49 tuổi nhưng mà bà ấy vẫn trẻ trung hơ hơ ra. Trước thì vợ em đi làm là à Hà Nội là 15 20 hôm là về rồi. Vì nhớ em quá. Nhưng mà giờ thì nó đi đến 2 3 tháng, có khi 4 tháng rồi. Tôi đưa cho em mấy triệu rồi là mất hút luôn ạ. À. à. vậy hả? À, ừ. Thế thì khéo tới đây theo vợ anh đi mấy năm mới mới về đấy nhỉ? <laughs> Thế anh bây giờ thì có uống thuốc tiểu đường nữa không? Dạ là có bác sĩ si ạ. Gần đàn bà nó cứ nhũn ra. Vợ em thì đêm nó cứ vật lên vật xuống mãi mà chả làm ăn được cái gì. Người ta 7, 8, 9, 10 tuổi mà vẫn còn khỏe chán. Đàn bà con gái 70 vẫn đi nhà nghỉ ẩm ẩm. Vậy <laughs> ừ, thì tôi hiểu rồi. Thực ra thì cái chuyện của anh á, nó diễn ra rất nhiều trong xã hội. Và anh có tinh thần rất là tốt và vẫn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình vẫn yêu thương vợ mặc dù thì đã hết đạn rồi chứ anh không bi đát không hề chán nản cái cuộc đời như vậy thì rất là tốt có nhiều người khi họ mắc cái bệnh này thì hay cáu bẩn chửi bới giữ vợ rồi khư khư chỉ sợ cái thằng khác nó ăn mất mặc dù thì mình cũng không làm ăn được cái gì cả tôi cũng không biết khuyên anh thế nào nếu anh uống thuốc thì anh phải theo cái sự chỉ định của bác sĩ còn nếu anh nói là quan trọng thì cũng không thể nói là rất là quan trọng. Vì mình cũng đã 50 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Nếu nói là không quan trọng thì cũng không phải. Vì cái nhu cầu con người mà. 8, 9, 10 tuổi người ta vẫn có nhu cầu. Mình thì theo tôi thì là có một cách này, anh áp dụng nhá. Cách này thì anh phải chịu đau một chút. Thế nhà anh có nuôi ông mặt không? Dạ không ạ, chỉ có ông bò vẽ thôi ạ bác sĩ. Ừ, thì thì ong mật thì ong à, do thì nó không đau lắm đâu nhưng mà ong vò vẽ thì hơi đau đấy nhưng mà lại có tác dụng gấp mấy lần bây giờ thì anh gọi điện bảo vợ anh về rồi anh bắt một con ong vỏ vẽ nhớ là ong già đấy chứ ong non là nó không biết đốt đâu rồi cho con ong vào trong quần rồi lấy đá lạnh trườm trườm ở bên ngoài cho nó đốt thì đảm bảo là lên luôn bự luôn đấy vợ anh thích ngay <laughs> quả thật là cái đêm hôm ấy vợ anh về, hai vợ chồng anh lên chín tầng mây luôn. Từ cái ngày mà lấy chồng hơn 20 năm thì bây giờ mới thấy cái quả nợ giữ vậy. Chồng ơi, cảm ơn chồng nhé, vợ không đi ô xin Hà Nội nữa đâu, vợ ở nhà với chồng cả đời luôn. <laughs> Ôi ơi, không được đâu vợ ơi, mỗi tháng chồng để ong đốt một lần còn chịu được chứ đêm nào nó cũng đốt thì chồng sợ lắm vợ ơi một tuần sau thì hai vợ chồng hí hửng lên gặp bác sĩ ai à, dạ là em chào bác sĩ ạ ừ thế chào hai vợ chồng thế tình hình nào sao rồi dạ là nhờ cái phương pháp của bác sĩ mà một người khỏe hai người sướng ạ ờ ừ, thế là tôi chỉ có cái cách tạm thời như vậy thôi vì cái ngày trước thì tôi cũng bị ong đốt mấy năm rồi <laughs> Nhưng mà giờ tôi chữa bệnh tiểu đường khỏi rồi, nên là gần đàn bà cái là lên luôn. Anh chị về thì cố gắng chữa cái bệnh khỏi đi nhé. Bảo vợ là về thăm chồng ít thôi, không lại ốm. <cười> <cười> Ngày xưa ở một thôn nọ, cấm nấu rượu để tiết kiệm lương thực. Một hôm trưởng thôn bất ngờ kiểm tra nhà của một cô gái thì phát hiện ra dụng cụ nấu rượu. Trưởng thôn liền phạt cô gái về cô không nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và chắc chắn là sẽ nấu rượu nên tôi phạt cô về cái tội nấu rượu. Cô gái liền la lên. Ôi dài ơi hấp diêm hấp diêm. Trưởng thôn liền kinh ngạc và hỏi. Này tại sao cô lại la như vậy? Cô muốn vu oan giã họa cho tôi phải không? Cô gái liền trả lời ấy này ông chưa hấp diêm Nhưng mà ông lại có dụng cụ để hấp diêm Và chắc chắn là ông sẽ hấp diêm tôi thôi <laughs> Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất viện với hai má sưng đỏ Cả ngố hỏi Thế mặt ông lại sao thế hả cả điếc Cả điếc uất ức nói ôi giời ơi, sáng nay có một cặp nam nữ đến để xem ngày cưới tôi mới bảo là tuổi họ khác nhau cưới về là không có con đâu tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải qua tết là cưới được ngay thôi cả ngố mới hỏi nhưng mà rồi sao nữa cả điếc đáp thì anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát tôi một cái rồi hét chém gió bạn gái tôi có thai được hai tháng rồi mới đến để xem ngày cưới cả điếc thì chỉ vào cái dấu tát to hơn ở bên nhưng mà trời ơi sao xui quá vậy còn bên má kia lại sao lại lệ hằn đỏ thế thì cả ngố thở dài ôi giời tôi đã cố gỡ gạc và nói chắc gì là của cậu thì ăn luôn cái phát tát này của cô gái thế là chi lì <laughs> ông bố bảo với cậu con trai 7 tuổi con ơi, Tết năm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé." Cậu con trai tròn mắt. "Nhưng mà sao vậy hả bố?" Mày bố bố từ tốn đáp. <laughs> "Ừ thì ở nước ngoài trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập cái tính tự lập. Con năm nay 7 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé." Cậu con trai hỏi lại. "Nhưng mà thế sao thì bố lớn rồi mà vẫn ngủ chung với mẹ ạ?" <laughs> một chàng trai trẻ muốn làm quen với cô gái xinh xắn anh vừa gặp trong đêm giao thừa chàng trai nói ấy giời ơi nhìn em quen quá thế có ai nói em là rất giống một người không cô gái tò mò dạ nhưng mà giống ai ạ chàng trai vui vẻ đáp thì giống một nửa mà anh hay may mắn tìm thấy vào năm 2022. Cô gái thiện thủng đáp. Dạ vậy anh có biết rằng anh cũng giống một người lắm không ạ? À? Chàng trai khoái trí. Ơ ờ, thế là là ai cơ hả anh em? Cô gái mỉm cười. cười. Thì giống cái người yêu đầu tiên bị em từ chối vào cái năm 2022 đó anh. <laughs> hẹn hò đã lâu nhưng mà chưa lần nào thì sở khanh dẫn kim liên về nhà riêng một hôm thì kim liên mới gọi ý anh khanh này chúng ta đừng nên đi ăn uống ở ngoài nữa vừa tốn kém lại không an toàn hay là để hôm nay em đến nhà anh rồi nấu cơm tất niên nhé tay nghề của em cũng không tệ đâu anh khanh ơi sở khanh nghe thế thì liền gạt phăng À, th th thôi đi em có tốn kém bao nhiêu đâu anh thừa sức lo được mà hơn nữa thì giao thừa anh muốn đưa em đi chơi chứ không phải là du rú ở nhà nấu ăn trong nhà kim liên thì nghe vậy thì vừa nói vừa nháy mắt tên nghịch à, cái anh này hay là ở nhà anh có cái gì đó mà anh không muốn em rồi nhìn thấy phải không sở khanh đáp gọn lỏn <laughs> ừ ừ thì ở nhà anh thì có vợ của anh mà ôi ghê gớm lắm em ạ à, Kim Liên. <laughs> một tên trộm bị bắt khi cố đột nhập vào một cửa hàng thời trang lúc nửa đêm. Sau khi xem lại băng ghi hình, thì thẩm phán nhìn tên trộm một cách kỳ quái. Tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu trộm ở một cửa hàng đến ba lần trong một đêm rõ ràng lúc đầu đã lấy được quần áo rồi sao lại phải mang trả lại chứ tên trộm thở dài ơi vì vợ tôi thương ai vị thẩm phán tò mò nhưng mà ý cậu là sao tên trộm khổ sở đáp Ây dạ thì lúc đầu tôi lấy một chiếc váy đen nhưng mà vợ tôi nói là tết nhất không mặc cái màu đen sợ nó không tốt khi tôi quay lại để đổi chiếc màu đỏ thì cô ấy lại bảo là năm nay lại kỵ màu đỏ đến lần là cái đổi thứ ba thì là tôi bị bát <laughs> có một công ty của nhật bản thì đăng báo tuyển nhân sự tại việt nam thì có ba người là việt nam lào và thái lan đến dự tuyển sau khi qua các phần thi về chuyên môn thì cả ba đều đạt cả đến lúc bàn về vấn đề tế nhị nhất là cái chuyện lương bổng Thì thằng cha trưởng phòng tuyển hỏi cái thằng Lào trước Anh đề nghị mức lương của mình là bao nhiêu? Nghĩ mình là thân phận bọt bèo, bằng cấp thì loại giỏi Nhưng mà nhà nghèo lại đang cần việc làm để mưu sinh kiếm sống Nên là thằng Lào đề nghị mức lương mà nó cho rằng Chắc chắn là hai thằng kia sẽ không thể chấp nhận được Dạ, em chỉ xin có 500 đô la mỗi tháng thôi ạ. À. Đến lượt cái thằng Thái Lan, Nghĩ là mình là dù sao cũng đi du học ở Mỹ về. Bằng cấp thì treo kín người, khỏi phải mặc quần áo. Tiếng Anh thì nói như gió. Vì vậy thì mức lương phải tương ứng với khả năng một chút. Phải gấp đôi cái thằng Lào. Dạ, tôi đề nghị mức lương của tôi là 1.000 đô la mỗi tháng. Đến lượt cái thằng Việt Nam vào phòng phỏng vấn. Hỏi về mức lương thì thằng Việt Nam không ngần ngại phang luôn. Bác cứ cho em 1.500 đô một tháng đi. Thằng cha trưởng phòng tuyển thì mắt lồi ra. Anh chỉ có vài năm kinh nghiệm làm việc. bằng cấp thì không có. Tiếng Anh thì lại rốt như là nai, phọt phẹt. Anh nghĩ sao mà lại đòi mức lương cao nhất trong ba người? À dạ thì, thì em tính thế này. Nếu mà được à, hưởng cái mức lương là 1.500 đô mỗi tháng á. À, thì em sẽ chỉ lấy con 500 thôi. 500 gửi anh uống nước hút thuốc lào. Còn 500 em sẽ thuê cái thằng lào. Nó làm... Có cái gì đâu hả anh? Hi hi. Có một người kia đến nhà thờ và xin Chúa ban cho ba điều ước. Chúa đồng ý và hỏi ngươi là ước gì? Điều thứ nhất, dạ con ước mình được đẹp trai. Và Chúa ta đồng ý. Còn điều ước thứ hai, con muốn được giàu sang. Và Chúa ta cũng đồng ý và điều ước thứ ba. Dạ xin Chúa cho con ba điều ước. Chúa nhìn người đàn ông vô tội, mỉm cười và nói: "Ờ, thế con thấy chân ta bị gì không?" Người đàn ông: "Dạ là chân Chúa bị đóng đinh ạ." À. Chúa ta nói: "Chân tao mà không đóng đinh thì tao đá cho mày vỡ mồm rồi con ạ. À. Mày tham quá con ơi." <laughs> tình cờ gặp lại bạn học cũ thì cả ngố mừng rỡ bắt chuyện ừ lâu quá rồi không gặp thế là có khỏe không hả cả điếc cả điếc cười tươi ừ, thì cũng tạm thôi thế mày dạo này sao rồi đang làm ở đâu cả ngố thở dài ôi khổ lắm mới vừa nghỉ việc ở công ty cũ môi trường làm việc tệ lương lại thấp nên giờ tao đang đi tìm việc mới đây Lúc này thì cả điếc liến thoáng hỏi. Thế mày có thích công việc lương khởi điểm là tầm lợi 50 triệu một tháng không? Ngày làm 4 tiếng, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Bảo hiểm đầy đủ. Một năm đi du lịch nước ngoài 2 đến 3 lần. Môi trường thân thiện năng động. Không đòi hỏi kinh nghiệm không? Cả ngố gật đầu mừng rỡ. Có, dĩ nhiên là có rồi. Thì mày có chỗ nào không thì bảo tao với. Này thì cả điếc mới gãi đầu và cười. <cười> thì tốt. Vậy từ mai tao với mày cùng bắt đầu đi tìm cái công việc ấy. Chứ thất nghiệp này cả năm nay rồi vì Covid, đói thối mồm ra rồi mày ơi. <laughs> Nghe tin Natasha bị đuổi việc thì Vova tò mò và hỏi. "Này sao tự dưng này đang yên ổn, yên lành thì lại bị đuổi việc thế?" Natasha hỏi lại Vova thì anh có biết là quản đốc công trình chứ? người mà suốt ngày chả làm gì cả, chỉ đi đi lại lại ở trên công trường, chỉ tay năm ngón sai bảo người khác ấy chứ? Vova gật đầu. Biết anh gây sự với quản đốc à? Natasha bực tức và đáp, thì đâu có, chính lão ta ghen tị nên mới sa thải tôi đấy, vì mọi người ở công trường đều tưởng nhầm tôi là quản đốc. Có một chú thỏ đang chạy bộ trong rừng thì gặp sói đang chuẩn bị hít heroin. Thỏ nói: "Anh sói ơi, hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi mà chạy bộ cùng tôi rèn luyện sức khỏe. Khắp khu rừng có nhiều cảnh đẹp để ngắm lắm anh ơi." Sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì thỏ và sói lại gặp cáo đang cắn thuốc lắc. Sau một hồi khuyên nhủ thì thỏ cũng thuyết phục được cáo. Là chạy bộ bộ cùng với thỏ và sói. Chạy tiếp, cả ba lại gặp cọp đang xào ke chuẩn bị hút. Thỏ lại lên tiếng khuyên nhủ. Ê, à, anh cọp ơi, anh hãy bỏ cái thứ độc hại đó đi, hỏng hết người. Chưa kịp nói hết thì cọp gầm lên. Đậu xanh rau má mày thỏ ngáo đá, con thỏ điên kia. Thế là lúc nào mà hít xong keo chó thì mày cũng rủ tao chạy khắp rừng là sao? Người chỉ huy để ý thấy gần gần đây, một chiến sĩ có hành động không bình thường. Tha thần nhặt những mảnh giấy trên bãi tập lên xem rồi lẩm bẩm: "Không phải tờ này, không phải tờ này." rồi vứt trở về chỗ cũ. Nghi là người lính bị tâm thần, chỉ huy liền cho anh ta đi khám ở bác sĩ thần kinh. Bác sĩ khám thấy anh lính bị thần kinh liền cấp giấy là đề nghị được thoái ngũ. Cầm tờ giấy kiến nghị trong tay, thì anh lính tươi cười hét lên. Ê, đúng là tờ này rồi, đúng là tờ giấy này rồi. <cười> <cười> Một cô gái hỏi bạn, thế ở cơ quan xếp đối xử với cậu như thế nào? Thì xếp cưng tớ như là cưng trứng để hứng như hứng hoa. Nhưng mà nghĩa là nào? Thì thi thoảng xếp lại luộc và bóc vỏ trứng ra để dùng. <laughs> Một anh đi ra mắt bố của người yêu. Dạ cháu chào bác ạ. À. Ừ chào cháu. Thế bác cho cháu xin điếu thuốc ạ. À. Ơ thế cậu uống thuốc hả? Dạ khi cháu uống thì bia thì cháu hay uống thuốc. Ơ cả bia nữa ạ. À? À, dạ vâng ạ à. thì thua bạc thì Cờ bạc thì cháu hay uống bia Cả bài bạc nữa hả Dạ thì trong tù thì có cái việc gì làm đâu hả bác Ơ à, sao lại vào tù Thì tại là cháu đi ra mắt bố người yêu Nhưng mà ông ấy không đồng ý Thế là suýt thì có ăn mạc May là chỉ bị thương nặng thôi ạ à. <laughs> Trước cửa siêu thị một khách hàng hỏi người bảo vệ: "Thế tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?" "Dạ, đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp thì ở tầng 1 bên phải." "Thế tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ của mình cơ." <laughs> "Thì đó là cái hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng 3 bên trái anh ơi." <laughs> Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng. Anh ạ, à, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra. Anh chồng gật gù và đáp. Ừ, thế thì sắp Tết rồi mà. Nhưng mà Tết thì có nghĩa gì với sắc đẹp của em? Thì sắp Tết rồi, nên ngoài đường thiếu gì cái kẻ bị say gì ậu hoa mát, có nhìn thấy cái gì đâu. cuối năm tổng kết công ty sếp vui vẻ thông báo năm nay các bạn làm việc rất là tốt lợi nhuận của công ty đã tăng một cách chóng mặt để thưởng cho các bạn tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm xác trị giá 5 triệu đô la tất cả nhân viên công ty thì vỗ tay rào rào tán thưởng sếp mới tiếp lời nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này hãy đem cái tờ xác đó đến gặp tôi và tôi sẽ Ký chúng <laughs> ngày tết ông giám đốc đi ngắm hoa trong công viên tình cờ thì ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười và bảo thế cháu biết chú là ai không cháu bé nhìn ông một chút rồi trả lời Ê, dạ là biết ạ chú là bạn của bố cháu phải không thì ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe Cháu thấy hoài Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ Thì cả ngố chạy ra hớn hở và khoe Mẹ ơi Sáng nay thì có cái cô Kim Liên Ở bên Mỹ mới đến nhà chơi Cô tặng cho nhà mình một món quà Và nói rằng Món quà của cô tuy nhỏ Nhưng mà cũng đủ cho gia đình cháu dùng một năm Nghe thế thì mẹ của cả ngố mừng quính hỏi ngay Ờ, ừ, thêm món quà gì thế hả con? Dạ, thì đó là một quyển lê cả. Tặng là kèm theo là một tập là 12 chiếc bao cao su. Ghi là dùng cho một năm đấy. Một anh chồng đi công tác xa gọi điện về hỏi thăm vợ ở nhà. Thế vợ của anh đã ngủ chưa? Dạ em chưa, em đang nằm và nghĩ về anh em à có một người luôn luôn thấy em vui khi em ngủ say người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em ngủ thật ngon và người ấy sung sướng khi thấy em ngủ yên giấc thế em biết đó là ai rồi chứ dạ thì có phải là anh không à anh yêu không mà là cái thằng kẻ trộm thế nên là em hãy khóa cổng cửa cẩn thận nhá <laughs> Đêm giao thừa anh chồng về muộn kêu ở Mỹ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được, chị liền bảo: "Chắc là anh say rồi phải không?" say thế nào được, em cứ nói vậy người ta cười cho. Không say vậy sao anh không vào để em còn phải khóa cổng?" "Anh giữ cái cổng lại một tí, anh thấy nó cứ đu đưa đu đa, sợ chút không đi vào được." tết đến bố mẹ đi chúc tết chỉ còn cả ngố ở nhà một lúc sau thì có khách tới nhà chúc tết cả ngố ra đón khách năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào vui vẻ quanh năm ừ cảm ơn cháu thế bố mẹ cháu của nhà không dạ không ạ à. bố mẹ cháu đi chúc tết hết rồi chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ à. một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa. Xin báo cho gấp 113, tôi ở số nhà, căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khóa, chúng đã lấy sạch tiền và vàng. Ông và gia đình hãy bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ đến ngay. ấy từ 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 cũng được, qua mùng 3 thì các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ sông đất. một bà già vào shop hỏi cô nhân viên bán hàng. Tôi muốn có một món quà tặng cho con trai tôi nhân ngày Tết. Dạ thưa thế anh ấy như thế nào ạ à? để cháu tư vấn cho bà. Con tôi cao khoảng 1m90, đẹp trai to cao khỏe mạnh và độc thân. Hơn nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi cũng chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa. À, dạ thế vậy bác có thể tặng anh ấy cái cái số điện thoại của cháu có được không ạ? À? <laughs> <laughs> Chế tác bày biện xong xuôi, cô quay ra hỏi chồng. Thế anh ấn tượng nhất với món nào của em nấu? Anh chồng đáp. Thì có món kia. Nhưng mà món kia là món gì hả anh? Thì anh cũng không biết gọi nó là Miến hay là cháu Thí nữa... Nhão quá à mà. <laughs> ông chồng mới đi công tác xa... Mới về nghỉ phép Tết... Thì bà vợ hớn hở khoe... Thằng con đầu của mình... Có năng khiếu trở thành nhà giáo đi ông ạ... À. Nhưng mà sao lại bà đoán thế? Vì tôi thấy nó cứ liễn thoáng... Ra rồi từ ngữ phong phú nó bày cái thằng út học rất dễ hiểu. Thử thêm thì thằng út là có năng khiếu gì hả ba? Thì nó có năng khiếu là trở thành cái nhà quảng cáo. Nhưng mà vì sao? Thì xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con kiến thì to như là con lợn, con chuột thì lớn như là con voi ấy. <laughs> Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu sau một hồi trò chuyện thì một người buồn buồn mà nói bà ơi con trai tôi tệ lắm mà chị ạ à? nó mê bài bạc rượu trẻ tôi ngày chị có con trai không ừ tôi có thế cháu có chơi cờ bạc không ừ không thế cháu có bia rượu thuốc lá không ừ cũng không thế cái khoản trai gái thì sao ừ thì không bao giờ ôi con trai chị thật là tuyệt vời Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi hả chị? <laughs> ừ thì đến Tết này thì cháu nó tròn là một tuổi rưỡi. <laughs> Đặt lễ xong bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói. Ê dạ thưa thầy, tôi muốn xem về cái đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu tuổi. Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán nam mô a di đà phật nếu nữ thí chủ bỏ tiền ra dước thầy về để làm kê lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì nữ thí chủ có thể thọ tròn một trăm tuổi dạ bẩm thầy nói như vậy thì có chắc không ạ nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy bà cụ ngập ngừng nhưng mà dạ thưa thầy thế thì nếu sai thì sao ạ nếu nữ thí chủ mà chết trước 100 tuổi Thì cứ đến đây Tôi xin trả lại tiền đàng hoàng Nam mô a di là Phật <laughs> Anh nọ bị nhiễm máu dê Chở vợ đi mua sắm đồ Tết Mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ Cô vợ nổi điên Nắm tay anh ta vặn ngược ra đằng sau Hầm hầm và nói Nhìn cái gì mà ghê thế Không ngờ thì anh ta nói tỉnh bơ À thì anh chỉ nhìn để so sánh thôi So sánh là thế nào Thì người ta nói chợ xuân trai gái xinh đẹp dập dìu Anh cũng thử xem Tưởng thế nào Nhìn mãi chẳng thấy cô nào duyên dáng bằng vợ anh cả Nghe thế thì tuy Trương Nguyên cơn giận Nhưng mà cô vợ cũng từ từ buông tay chẳng ra Đêm giao thừa anh chồng về muộn kêu cổng ẩm mỹ Chị vợ vội ra mở cổng Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo Ôi rồi ôi chắc là anh say rồi phải không Say là say nó thế nào Mẹ mày cứ nói vậy người ta lại cửa cho Sao anh không vào để em con khóa cổng Ê, thì, thì, mẹ mày giữ cái cổng lại một tí Tôi thấy nó là cứ đưa 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 ra sợ lắm Hai kỹ sư giao thông nói chuyện với nhau Thế cậu có biết cách nghiệm thu cầu mới nhất không? Ừ thế là cách nào thế? Thì sau khi xây xong cầu Dồn hết tất cả các bà vợ lên để khiêu vũ nhảy múa trên đó Nếu mà cầu không sập thì là cầu tốt Còn sập thì là cầu là tuyệt vời <laughs> Ngày cuối tuần thảnh thơi thì tí hỏi vợ. Vợ ơi, em có muốn đi xem phim không? Vợ tí hớn hở đáp. Có chứ anh, lâu lắm rồi em chưa đi xem phim. Nghe bảo là dạo này là nhiều phim hay lắm mà anh. Tí cười và đáp. Ừ thì vậy em đi xem phim đi. Cuối tuần này anh có hẹn đi câu cá với lại mấy thằng bạn rồi. <laughs> Hai người cao tuổi ngồi đối diện nhau ở cùng một bàn. Trong bữa ăn tối, ông nhìn bà mấy lần với vẻ ngưỡng mộ. Cuối cùng thì lấy hết sức can đảm, ông lên tiếng hỏi bà. Thế bà, bà có lấy tôi không? Khoảng sau vài phút suy nghĩ thì bà đáp. Dạ là có là là em đồng ý. Bữa ăn tối kết thúc và sau khi nói với nhau vài lời dễ chịu, họ đi về nhà mình. Sáng sớm hôm sau ông thấy lo lắng bà ấy nói có hay là không nhỉ ông không thể nhớ lại nổi chẳng qua là trí nhớ của ông bị giảm sút ông lục túi quần hình như có ghi lại số điện thoại của bà may quá thì nó vẫn còn ở trong túi ông hồi hộp đi lại gần điện thoại và gọi cho bà ông giải thích là nhớ hôm qua có buổi nói chuyện rất là tuyệt nhưng mà không nhớ đã ngỏ lời muốn lấy bà như thế nào rồi lấy hết sức can đảm ông hỏi Ờ à, này bà ơi Hôm qua là khi tôi hỏi là bà có lấy tôi không Thì bà đã trả lời là có hay là không Ông rất sung sướng nghe thấy bà nói Ý thì có chứ Tôi nói là có Tôi sẽ lấy ông Và tôi nói điều đó với lại tấm lòng trong sáng Sau đó thì bà nói tiếp Thì <laughs> tôi là rất mừng vì ông đã gọi điện thoại tới Bởi vì là tôi không thể nhớ nổi Ai đã ngỏ lời với tôi tối hôm qua? <laughs> Hai người đồng nghiệp nữ ngồi nói chuyện với nhau. Một người hỏi: "Tôi để ý thấy là thỉnh thoảng chị hay mở mặt cái dây chuyền của mình rồi ngắm ngó rất là lâu, chắc hẳn là vật trong đó rất quan trọng đối với chị." "Ừ thì không có gì, thì trong đó thì chỉ có một sợi tóc của chồng tôi thôi." người đồng nghiệp ngạc nhiên. Nhưng mà chồng chị thì vẫn còn sống à? Không, chồng tôi thì còn nhưng mà mà cái tóc của anh ấy thì mất rồi. <laughs> người chồng gọi điện từ văn phòng về dặn vợ chuẩn bị đồ để cuối tuần đi câu cá với sếp. Em yêu, anh có chuyện gấp, cuối tuần này anh phải đi câu cá với sếp của anh rồi. Em giúp anh chuẩn bị quần áo dụng cụ câu và cả đồ ngủ nữa nhé trong vòng một giờ nữa thì anh sẽ về nhà để lấy một giờ sau thì người chồng về nhà mang hành lý đi gấp gáp đến tối chủ nhật khi người chồng trở về nhà người vợ mới hỏi thế chuyến đi tốt đẹp chứ hả anh ừ thật là tuyệt em ạ anh đã gây ấn tượng tốt với sếp của mình mọi thứ đều rất ổn chỉ trừ cái việc là em quên chuẩn bị đồ ngủ cho anh thôi người vợ bình thản và đáp Ê, thì ổ không em đã chuẩn bị đầy đủ em để nó ở trong cái hộp đựng dụng cụ đồ câu cá của anh đấy <laughs> có ba cô gái lâu ngày gặp lại nhau cùng ngồi trong quán cà phê trò chuyện một cô hỏi tớ nghe nói là cậu vừa hủy hôn với chồng sắp cưới phải không ừ thì cũng được một thời gian rồi Thế anh ấy để không tốt hay sao? Vì sao phải hủy hôn với anh ấy? Cô bạn tức giận đáp, <laughs> thì vì tớ đi xem bói, thầy bói bảo tớ sau này sẽ có ba đứa con, anh ta cũng đi xem bói thì thầy lại bảo anh ta là có bốn đứa con. Nhưng mà thế thì thì có cái vấn đề gì? Thì cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy, anh ấy sinh cùng với ai? loại người này á, không thể nào tin tưởng được. Một chuyên gia kinh tế mới ly hôn. Tòa buộc mỗi tháng anh ta phải chu cấp cho vợ cũ là 200 đô la. Tuy thì vừa không có vợ vừa phải trả tiền chu cấp hàng tháng cho cô ấy. Nhưng mà anh ta tỏ ra rất là sung sướng và hạnh phúc. Thấy vậy thì một người bạn liền hỏi. Này, sao anh ly hôn vợ mà lại bỏ tỏ ra là vui mừng như vậy? Vị chuyên gia kinh tế bình tĩnh và đáp. <laughs> thì tôi vui vì tính kỹ ra thì đây là một bài toán rất là kinh tế ừ, Kinh tế là thế nào Thì phải phải Tuy là phải Tuy là mất là 200 đô la mỗi tháng Nhưng mà bù lại thì cước điện thoại hàng tháng Lại giảm được tận 300 đô la <cười> <cười> Giờ ra chơi Một cậu học trò lẻn vào phòng hiệu trưởng Tố giác Dạ thưa thầy hiệu trưởng bọn em phát hiện có người truyền đạo trong trường ạ à. thầy hiệu trưởng tức giận và quát sao lại có chuyện đó cậu học trò thành thật khai báo dạ sự việc này xảy ra từ rất lâu rồi ạ à. lớp bọn em hoang mang lắm nhưng mà vì cái đối tượng là giáo viên nên bọn em là không dám lên tiếng ái à thật là quá quát giáo viên nào em kể tường tận cho tôi nghe xem nào cậu học trò ấm ức và nói Ê, dạ là thầy dạy toán ạ. À. Suốt ngày thầy ấy cũng truyền đạo hàm, làm bọn em là đau hết cả đầu. Ở một đất nước nọ, người ta tổ chức một cuộc thi dành riêng cho các ông chồng. Mục tiêu là tìm ra câu trả lời chính xác nhất và nhận được sự công nhận của tất cả thí sinh cho câu hỏi. Bạn làm gì trước khi lấy vợ? Rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Tôi làm lãnh đạo, tôi làm giáo sư, tôi làm tiến sĩ, tôi làm bác sĩ và tôi làm thú y, vân vân. Thì cuối cùng giải nhất thuộc được trao cho một người có câu trả lời rằng: Tôi được làm tất cả những điều tôi thích. Cuối tuần thì là cả ngố theo mẹ đến thăm vợ chồng nhà chú cả điếc ở cuối khu phố vừa đến nơi thì cả ngố đã hớn hở chạy đến ôm hôn cái chú cả điếc một cách nồng nhiệt thấy chú cả lác buồn vì bị con trai mình bỏ rơi thì mẹ của cả ngố liền nói này cả ngố sao con thiên vị cái chú cả điếc thế còn cái cô cả lác nữa cả ngố thẳng thừng mà đáp dạ cái chú cả điếc là bạn thân nhất của con còn cô cả lác là không phải mẹ cậu điềm tĩnh và giải thích nhưng mà cái cô cả lác là bạn thân nhất của mẹ Con cũng phải yêu thương cô ấy chứ Cả ngố cười tinh quái chỉ tay về phía cả điếc và nói Thì vậy mẹ ôm hôn bạn thân nhất của con trước mới công bằng Một cặp vợ chồng ngôi sao nọ cưới nhau được ít lâu Bỗng dưng thì người vợ bị béo lên trông thấy một tờ báo uy tín của giới sao liền vào cuộc và tiến hành phỏng vấn. Dạ, thế bí quyết nào để chị có thể chăm sóc mình tốt đến thế? Ờ thì thật ra thì chẳng có bí quyết gì đâu. Dạ, thế thì sao chị lại phát tướng như thế? Nữ ngôi sao trả lời. Ê thì là tại các món ăn tôi nấu, chẳng ai trong nhà chịu động đũa lần cái lần thứ hai. <laughs>